ơi, tỉnh dậy rồi hả? Thằng này sao không vô phòng ngủ mà đi vô nhà tắm ngủ đi? Con thấy mày trong phòng tắm đó. Ghê lắm cậu ba ơi, tóc dài. Buồn tắm toàn là máu, con sợ á cậu ba ơi. Là giấc mơ thôi, nhà mình làm gì có ma cỏ gì con. Không phải mơ mà là thiệt, con sợ lắm. Ê, tôi bây giờ uống hết ly sữa này, là sẽ hết sợ nha. Ủa biết ta, con không tin cậu con sao? À, sao? Giờ thấy sao rồi? Con mặt con muốn con sợ. Cứ từ từ ha, giờ nằm nó lên. Hả? Nằm xuống từ từ là sẽ hết sợ. Bây giờ con chỉ cần nhắm mắt lại là con sẽ hết sợ, quên hết tất cả những gì đã nhìn thấy ha. Ha. Nhắm mắt lại ngủ đi con. Hưng! Hưng! Thằng này bị gì trời? Ban ngày mà sợ ma hả cô? Hù hỏi sao không sợ? Mới hù mà sợ quỷ giống như bị bệnh tim nữa. Thằng khùng hù. Gì vậy? Giật mình mày, nó không sợ nó đi. Nó hù không hỏi báo trước kìa. Hù mà kêu báo trước hả? Bớt ngay đi nha. Ăn uống gì chưa? Làm từ tối qua tới giờ chưa xong nó ăn uống gì? Chưa ăn. Chưa ăn kìa, lấy bánh cho nó ăn. Cũng có bánh không? Có. Ê, cho tao cái coi. Không chạm đi bạn ơi, còn mấy cái ít lắm, một mình tôi đủ rồi. Ủa mày sao vậy? Tụi mình có phải là anh em không? Ừ, tụi mình có phải anh em không? Anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là một lũ nhây. Hey hey hey. Nhây hoài à, đây. Đây, cho một cái. Còn tao cái nữa, một cái nữa. Rồi nè, của bạn nè. À. Đây, của bạn. Anh mày. Mà. Ê, khoan. Gì? Đổi. Chị, đổi chị. Đổi ý. Bánh nào cũng vậy mày sao á.
Thật ổng. Ừ. Yêu quá. Ừ. Anh em không à? Ngon. Bánh kẹp cái bánh găng á, bánh này bà ăn với bàn chải là hết bài luôn. Tao nói mà, thế nào cũng đổi bánh à. Thế nào thế hàng khôn dễ tạ con, mới đi học nha. Gần đi. Thôi. Ê, sai. Ê, bạn, ăn sáng chưa? Ăn. Mời các trò ngồi. Last night event o'clock 11 giờ đêm, tôi có nhận email của rất nhiều bạn. Tất cả bài tập tôi đã nhận được rồi, trừ có hai bài của hai bạn mà tôi chưa nhận được. Đó là hai bài của bạn Phạm Thành Thân và bạn Dùng Thiên Căn. Dạ, thưa giáo sư, em tên là Cù Thiên Đăng. À, Cần Thiên Đăng Thiên Đù Thiên Căng Đăng Cù Đăng. À, Cù Thiên Đăng. Ai là trưởng nhóm của hai bạn này cho tôi biết. Dạ thưa giáo sư, là em. Sao đi học bận áo con chó? Dạ thưa giáo sư, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Không, ý tôi nói nó đẹp thôi, chả có kinh nghiệm gì phải rút cả. Cảm ơn giáo sư. Tôi hỏi tại sao không nhắc hai bạn cảm ơn cái gì? Nhóm tôi trưởng như vậy đó hả? Dạ thưa giáo sư, em có nhắc nhở bạn Thiên Đăng rồi. Còn bạn Hưng á, thì hai tuần rồi bạn không có đi học. Mà em liên lạc với bạn mà không có được. Hai tuần không liên lạc được mà không báo. Rồi ngồi xuống đi. Ông Linh, lớp trưởng gì kỳ cục vậy hả? Nó hỏi ngoài đó kìa, ra kêu nó vô đi. Là cô thấy gần mà sợ. Ngồi ngoài ghế đá sáng giờ. Dạ thưa giáo sư, bạn đang thấy bạn Hưng ở ngoài sân á, mà bạn đang dám dàn vô giáo sư. Em nói thiệt, nếu giáo sư không tin á, giáo sư có thể hỏi bạn Thắng. Dạ thưa giáo sư, em có thể khẳng định là em nghe bạn đang nói là thấy bạn Hưng ở ngoài sân trường. Và nếu mà giáo sư không tin, giáo sư có thể hỏi bạn Chiến. Dạ thưa giáo sư, em hứa với giáo sư, em cam kết em không có thấy bạn Hưng. Thiệt, nếu giáo sư không tin, giáo sư có thể hỏi bạn Thắng. Dạ thưa giáo sư, em có thể khẳng định với giáo sư là em không hề gặp bạn Hưng. Nếu giáo sư không tin bọn em, giáo sư có thể hỏi bản thân của mình. Cái gì vậy? Bữa nãy giờ tôi có hỏi gì mấy trò đâu hả? Tôi không có hỏi cái gì hai trò hả? Tôi làm gì? Bây giờ ai là người thấy bạn Hưng? Ra kêu. Dạ, nhưng mà sao không phải ai khác mà là em? Chúng là tôi. Kêu đi. Hàng chó. Thầy cụ, đi đâu nãy giờ vậy? Không ra ra, không vô vô. Thôi, đang nói chuyện dài vậy? Chuyện đi toilet rồi mà. Tao nói chuyện với Hưng mà. Nè, nãy giờ á, ở trong lớp, tôi nhục gì bạn lắm rồi đó. Ê, nghe nè. Bạn khẳng định là bạn đang nói chuyện với bạn Hưng hả? Ừ. Thưa giáo sư, bạn Đăng vừa khẳng định với em rằng bạn Đăng vừa kết nối được với bạn Hưng.
Em vừa làm gì vậy? Dạ thì em nói chuyện với bạn. Cù Thiên Lâm. Em rất có vấn đề. Công lại căm hận như vậy sao? Tại mấy chục năm rồi, cái chuyện dò dỉ nước là bình thường mà. Không lẽ con bị ảo hả ta? Ảo chuyện gì? Không có gì, ăn cơm đi. Ủa cái này là đồ ăn thiệt hay ảo vậy? Cái này là thật. Cậu gấp cho con từ đầu đến giờ. Ăn đi. Cậu ba, mà rõ ràng là cái cửa tự đóng lại á. Thì gió, nhiều khi gió to của như mình nó đập bầm bầm á. Mà rõ ràng là nó tự bấm chốt nữa. Trong cơn giông, gió dập mạnh cấp 11 đến cấp 12. Nó dập mạnh quá, nó dập không chốt. Thì em nói chuyện với bạn. Cậu ba ơi, cấp điện hả cậu ba? Ba ơi, cúp điện của ông cậu ba. Cậu ba nghe nhạc bản gì vậy cậu ba ơi? Cúp điện mà sao nghe hay vậy cậu ba? Có thể cho con nghe tiếng trả lời của cậu ba được không? Cậu ba ơi. Cậu ba. Cậu ba, cậu đâu rồi cậu ba ơi? Cậu ba ơi. Are you okay?
Are you okay? Can you speak? No. Khổ ghê. Anh nhiều lắm mà bây giờ tiếng Anh cũng không biết. Học thì đâu có giờ tốt. Học thì chết đi sao đi. Ảo giác một luôn mà. Cũng ngậm mồm này được. Ngồi đây cậu biết tiếng gì cũng khép mồm ra lại. Tiếng gì đó. Ủa. Đừng có để Hiếu làm cái gì nữa, hiểu không? Quay qua nó vậy nha. Đang. Đang. Đừng quay mặt đi mà. Thôi 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 bây giờ vậy. Mày không quay qua nữa. Nhắm mắt lại thư giãn đi ra. Rồi. Rồi. Mở mắt ra. Có ai đâu. Hả?
Bác Tài ơi, con nhìn xe đại con cướp. Bác Tài ơi, Bác Tài, Bác Tài. Gì nữa đây? Chắc ngáo đá quá. Chạy đi Bác Tài. Bác Tài ơi, làm ơn chạy đi Bác Tài. Bác Tài, làm ơn cho xe chạy đi Bác Tài. Dạ, con về gần đến nhà. À, mẹ không cần ra đón con, để con tự về. Mới lãnh lương cộng với tiền để dành là đủ để chữa mắt cho mẹ rồi.
Gì á? Chỗ bạn bè hỏi thiệt nha. Vậy là cái bữa mà mày nói mày thấy thằng Hưng ở trong lớp á là thiệt hả? Nếu mà tao nói giỡn thì làm sao mà tao có thể tìm thấy được xác của thằng Hưng? Cái cảm giác lúc mà mày biết cái vụ đó đó, mày có khả năng ấy á. Ấy á? Ấy gì? Giống như mày connect, mày liên lạc tùm la đó. Mày thấy sao? Cảm giác nó sao? Có Hưng phải không? Khùng á. Hưng vẫn là sao? Thật sự lúc mà tao chưa biết tao sợ muốn chết luôn á. Ý là hỏi nó làm sao, cái cảm giác nó có thích thú, có lôi cuốn mình nó sao á. Ý mình muốn hỏi cái cảm giác lúc mà rơi vào trạng thái đó gì. Ừ. Cảm giác nó khó diễn tả. Sao? Tao nói chuyện với mày. Lúc đầu tao tưởng tao bị ảo. Tại vì thằng Hưng nó theo tao hoài, nó bị ám ảnh, hiểu không? Đúng rồi. Ảo được một thời gian tao tưởng tao ngáo. Ừ. Từ ảo qua ngáo luôn hả? Đó, sao từ đó tao mới bị lạc trôi, rơi vào trạng thái đó nha. Nếu mà mình nha, mình không biết control, mình mất kiểm soát nha. À. Lạc trôi thiệt. Là mày ở trong cái thế giới đó mày không bao giờ cảm gì. Ghê à. Ở nơi đó nó có những thứ có khi vô định, nhưng có khi nó lại xác định. Nó có những thứ có khi nó vô hình, nhưng có khi nó lại hiện hình. Nó có những thứ có khi vô hạn, nhưng có lúc nó lại hữu hạn. Và nó có những hư, có những thứ thực, hiểu không? Thắng, ổn không Thắng? Thắng! Gì, đúng không? Đúng không? Mày mới không ổn á! Sao vậy? Khỏi đơn giản, khỏi cảm giác thôi, dắt đi một khúc rồi muốn ngáo mày luôn hả? Thật sự ra là lúc đó tao bị giận vậy thiệt. Khỏi bình thường thì nói bình thường đi, làm quá không à ba? Ai biểu mày muốn hỏi chi? Không hỏi nữa mày! Ai à? Phong Linh đi làm thêm ở quán cà phê, kêu mình tới ủng hộ. Cái gì? Bây giờ nó làm gái quán cà phê luôn hả? Đi phục vụ cà phê. Mày nói không rõ. Thằng này. Ê, rồi tuần sau mày với tao với rủ một chuyến đi nữa hả? Thôi tao với mày thôi. Sao vậy? Mình chuyến không đi được đâu. Sao vậy? Nó đi phượt rồi. Thằng chuyên gia. Có gì rủ một khác. Này à, ba đứa mình là ba thằng bạn thân, đúng không? Tao không chơi với ai ngoài thằng Chiến hết. Mày muốn rủ ai rủ, mày rủ đi. Ê Hưng, với cà phê không? Cô! Giỡn xíu mà nhát nha cô! Nhát! Dạ em nghe đi giáo sư. Nếu như đúng như tất cả những gì mà trò kể cho tôi nghe, thì tôi có thể quả quyết em là người được chọn. Của người được chọn là sao giáo sư? Là trúng tuyển. Mà em đâu có thi cử gì đâu mà trúng tuyển. Cô Hồn nó chọn em đâu cần thi. Nó thích là nó chọn thôi. Là sao em không hiểu? Có thể là họ đang cần sự giúp đỡ. Và có thể họ có một ân oán gì đặc biệt chưa giải quyết xong. Hoặc có thể họ thích nhưng họ theo. Họ muốn ở luôn. Ủa vậy là có nghĩa là ai thích chọn mình là chọn vậy hả? Còn em không có sự lựa chọn. Nhiều khi nó đúng cái tần số điện hạt là nó ráp lại. Thôi bây giờ giáo sư ơi, có thể nào cho em đừng có rơi vào những cái hoàn cảnh này, có thể giúp em thoát ra khỏi những cái chuyện này không? Cầm lấy. Tôi chỉ có thể hỗ trợ được em món quà này.
đừng có để ai biết được năng lượng đó của em, bởi vì đó là món quà của mẹ. Mơ đang đẹp mà kỳ vậy trời. Ơi cô, dậy đây đi uống cà phê với thằng con chú nè con. Dạ con là bạn gái của thằng, con sẽ tới liền với thằng nè bác ơi. Chào cô phục vụ dễ thương. Có bàn. Thôi dọn cái dọn anh cho bàn. Không thấy tôi đang dọn hả? Bộ bị đuôi hả? Đuôi thì sao? Đi qua bên kia ngồi đi, để ta dọn dẹp nữa. Không đi thì sao? Sáng sớm ra đừng để người ta chửi à. Chửi thì sao? Bị điên hả? Điên thì sao? Khùng hả? Khùng thì sao? Chó. Tôi mộng nể chủ quán ngồi đằng kia lại không chết chứ tôi biết chưa? Chủ quán thì sao? Ây da, chủ quán mới có sao. Đụng tới chủ quán, đụng tới công việc của Phong Linh, hiểu không? Giỡn xí làm ghê. Gai ông muốn gì? Cho gì uống đó. Cho tôi một ly gà ác tìm thuốc bắc. Nhây nữa rồi đó. Nhây. Giỡn hoài. Vui. Mỗi lần chọc Phong Linh mặt Phong Linh quạo hết. Nhìn vui, dễ thương ghê. Dễ thương thì sao? Có thái độ gì vậy? Mày nghĩ mày có cửa với Phong Linh hả? Tao không có cửa. Là mày không có cái chốt cửa luôn á cô. Ê đừng coi thường nha dân chơi, đừng giỡn nha cô. Hồi nãy nghe Phong Linh nói gì không? Nói gì? Sợ anh chủ quán buồn, anh chủ quán khó chịu. Để ý anh chủ quán bên kia kìa. Nghĩ gì vậy? Đẹp trai cỡ đó mới lọt cái mắt Phong Linh được chứ. Cha nội này, chủ quán mà đẹp như ca sĩ. Chị Dân! Không phải chị Dân, không phải chị Dân. Nó sao nhìn giống dữ vậy? Khùng. Khoan, để lấy máy mình cho mình. Để coi lại cái đây. Đời không cho ai trọn vẹn bao giờ. Đẹp trai mà bị sến với khùng. Nói gì vậy? Nghĩ sao vậy? Thời buổi này thời buổi nào rồi mà còn tán gái bằng đàn. Chứ tán gái bằng gì? Tán gái là mình phải tán bằng tay, nó mới đau được. Đau mày? Ý mày nói vậy hả? Tán gái tán vậy hả? Mày điên hả? Anh vậy mà mày nói anh tán gái. Nhìn đi mà không thấy hả? Cầm cái đàn nhịp đô rê mi fa sol la si. Tán bà bên đây nè, thấy không? Kiểu làm màu hả mày?
anh là nghệ sĩ nè, anh rất là có chất chơi đó bé, đến với anh đi bé, đến với anh đi bé, kiểu vậy á cu. Mày khùng hả mày? Ba ngồi có đôi có cặp, tán gái gì? Mẹ, mày hay đánh trống lảng rồi mày. Đang nói chủ đề bên đây mà cái này mà đá qua chủ đề bên kia là sao? Tao đâu có nói cái cặp đang bắt chí với nhau bên kia đâu. Tao đang nói cặp bên này. Chủ quán của Phong Linh nè, đang đàn, hát cho người mình yêu nghe kìa. Nhìn lãng mạn ngôn tình ghê chưa. Phong Linh, Phong Linh, tôi hỏi nhỏ một cái, nhiều chuyện xíu nha. Ông chủ quán của bà có sở thích là lấy đàn cả tán gái lắm mà. Tào lao quá à. Ông nói bậy vậy đó. Thấy chưa? Người ta có bạn gái rồi đó. Thấy chưa? Ta sắp kết hôn luôn á. Thấy chưa? Nhưng mà bạn gái của anh á vừa mới mất từ bệnh ung thư máu đó. Thấy. Bởi vậy á mấy ông thấy không? Ngày nào á ảnh cũng ôm cây đàn với hai ly cà phê vậy đó. Tội nghiệp lắm. Chết cha, nãy giờ tôi nói bậy bạ quá trời luôn. Ủa, hoàn cảnh tội vậy luôn hả? Phong Linh mới nói gì? Bạn gái anh qua đời vì bệnh ung thư máu hả? Đúng rồi. Lại tôi nói dốc. Tội quá. Chị ấy mất lâu chưa? Thì mất cũng hơn tháng rồi đó. Có phải lúc còn sống chị xích mặt đậm đỏ lắm đúng không? Làm gì vậy? Đúng rồi đó. Mà ông hỏi gì chi vậy? Chị đang ngồi với ảnh kia. Tìm điểm khác nhau đi. Khác ở cái đầm đỏ. Cậu đang nam, nếu giữ nhan sắc. Hả? Cậu có nhan sắc để níu giữ hả? Nó xúc phạm cậu hoài con. Hả? Con không quan trọng cái nhan sắc của cậu đâu. Con muốn hỏi cậu là có thấy cuốn Linh Hồn Siêu Thoát của con không? Bài cuốn này không? Cảm ơn cậu. Ơ! À, ơi! Mà con lấy cuốn sách làm gì vậy? Con đi diệt trừ ác ma. Diệt? Trời! Ác ma hả? Bỏ mẹ, thằng này nó ngáo thật rồi. Vô phương. Ai vậy? Ai mà đu trên lưng của ông? Bị liễu. Tại tôi thấy cô gái đó đu trên lưng anh Long á. Cô gái nào? Ai đu trên lưng anh Long? Tôi không biết. Cô gái mà tôi thấy đó đu trên lưng anh Long hả? Ừ. Đu hoài luôn á. Ủa mà tại sao cổ cứ đu trên lưng anh Long hoài vậy? Có khi nào là khi mà cổ chết á, cổ đi không được không? Trời ơi, tào lao quá à, không có đâu.
Chắc là cổ thích cổng hả? Không có, không có. Hay là chị đang muốn níu kéo anh Long? Níu kéo hả? Ừ. Vậy bây giờ mình sao? Sao gặp phải tôi chút. Trong này có ghi: những linh hồn nếu sau 49 ngày không được siêu thoát sẽ trở thành ác ma. Ác ma sẽ gây thêm nghiệp chướng, dứt dơ dứt dưỡng nơi trần thế mà hại người. Chết rồi. Có khi nào cổ là ác ma? Thôi, ông ơi, bây giờ tụi mình tìm cách gì để cứu anh Long đi. Hiện tại thì chưa có cách, nhưng mà mình phải tìm cách. Khu vực này yên tĩnh thiệt. Hồng Linh, Hồng Linh, Hồng Linh. Cái gì vậy? Cúi xuống, thấp xuống. Thấp quá rồi, lên chút. Rồi giữ cái bộ cho chắc nha. Chi vậy? Để tôi leo lên. Cái gì? Ông điên hả? Ông nghĩ sao mà người ông gì ông đè lên người tôi hả? Không làm thang cho tôi leo lên sao tôi đột nhập vô trong đó được? Ông định vô đây thiệt á hả? Ừ. Tôi đi về. Ê, ông Linh, sao tự nhiên vậy? Ông có biết á là ông đi vô đây như vậy á làm chuyện phi pháp không? Ông Linh, giúp tôi đi. Có nhớ ác ma không? Có muốn chị Trinh thành ác ma không? Hãy để tôi sẽ cứu giúp chị Trinh, hiểu không? Được. Cái gì mà lắm la lắm lét vậy? Đứng thẳng đớm lên, nhìn ngắm phố phường đi, đang chờ đợi một ai đó đi.
Ai đó? Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ tìm cho ra sự thật. Chinh như vậy sao nỡ lòng nào á hả? Ảnh treo cổ chị ấy chứ. Hả? Nhưng mà nói này tôi thấy chị Chinh treo cổ trong phòng. Tôi nghĩ đó là một cái thông điệp gì đó chị Chinh muốn báo cho tôi biết. Mà cái nhân người nói anh Long rất là yêu chị Chinh. Anh có khi là yêu đến mức điên cuồng, yêu điên dại, yêu tới nỗi kiểm soát chị Chinh, làm cho chị Chinh mất tự do, không còn là chính mình. Cho nên chị Chinh mới tìm tới cái chết. Không lẽ ý ông nói là anh Long bị biến thái hả? Không, không, không. Ông nói tào lao mà. Anh Long làm gì mà bị biến thái gì vậy chứ? Thì mình cũng không nên loại trừ khả năng đó. Nếu mà không có uẩn khúc, tại sao chị Chinh cứ đu bám ra anh Long? Bữa nay là 49 ngày rồi. Linh hồn chị Chinh đáng lẽ phải được siêu thoát. Nó không trở thành ác ma. Có khi nào á là chị Chinh quá yêu anh Long, chị không muốn rời bỏ anh Long không? Cũng đúng. Có khi nào họ yêu nhau tha thiết quá tới lúc chết vẫn không muốn rời bỏ nhau? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà nếu chị Chinh làm như vậy là làm hại anh Long á. Vậy bây giờ á, ông tìm cách liên lạc với chị Chinh, nói chị Chinh á là quên anh Long đi. Trời trời, nếu tôi làm được như vậy thì mọi chuyện đã xong hết rồi. Làm sao đây, sao nó rối tung hết vậy? Tôi cũng không biết nữa. Tại sao nó rối tung vậy? Lẽ mình bó tay hả? Linh Phương Linh. Ừ? Giáo sư Phan kìa. Sao giáo sư Phan lại có mặt ở đây? Sao vậy ta? Không lẽ hai người đó quen nhau? Tôi không biết nữa. Tôi có tìm đến giáo sư Phan,
nhưng mà không gặp. Tôi cũng chưa kể chuyện này cho giáo sư nghe nữa. Ê, Phong Linh, Phong Linh, Phong Linh. Cái gì? Chị Trinh đâu mất tiêu rồi? Ông này ông bị điên hả? À? Tôi làm sao thấy chị Trinh đâu mà ông hỏi tôi? À, quên, quên. Ông bị sàn ghê á. Quên, Phong Linh không có siêu năng lực. Ê, là tôi bị liệu. Phong Linh ơi. Nữa? Từ lúc mà giáo sư Phan tới đây, không còn thấy chị Trinh nữa. Thiệt hả? Ừ. Ông không còn thấy chị Trinh nữa hả? Kỳ vậy đó. Giáo sư lại xuất hiện ở đây được. Chắc chắn là có vấn đề. Phong Linh ở lại đây, còn tôi theo dõi giáo sư. Alo, giáo sư vô nhà rồi. Tùy cơ ứng biến nha. Còn 15 phút nữa thôi. Là sẽ đến ngày cưới của anh và em. Chưa bao giờ anh dám nghĩ ngày cưới của chúng ta nó lại là 49 ngày anh mất đi em vĩnh viễn. Nhưng mà anh không chấp nhận số phận như vậy. Anh không chấp nhận kết thúc như vậy. Anh sẽ cưới em nếu còn sống. Chúng ta không thể cưới nhau được thì chết. Chúng ta nhất định sẽ thành vợ chồng. Anh Long, anh Long, dừng lại đi. Nếu không linh hồn của chị Trinh sẽ không siêu thoát được đâu. Cậu là ai? Đây là Thiên Đăng, là bạn của em. Thiên Đăng có khả năng ngoại cảm. Các người đến đây để làm cái gì? Anh Long à, nếu như sau 12 giờ đêm nay linh hồn chị Trinh không siêu thoát được thì linh hồn của chị sẽ bị những linh hồn khác dẫn dắt vào ngã quỷ. Chị ấy sẽ là ác ma chứ không phải là chị Trinh của anh nữa. Cậu im đi. Tại sao cậu dám nói những điều mê tín đó với tôi? Cậu muốn gì ở tôi? Anh Long, anh hãy nghe em nói. Chị Trinh bây giờ đang đứng bên cạnh anh đó. Chị mặc váy màu đỏ. Chị đang nhìn anh và khóc rất nhiều. Chị Trinh đã từng rất yêu anh, rất hạnh phúc bên anh. Nhưng chị ấy không muốn anh trở thành một con người mụ mị, không muốn anh mù quáng, không muốn thấy anh như thế này. Cho dù anh có chết đi thì cả anh và chị ấy sẽ là những linh hồn không bao giờ siêu thoát được. Thôi đủ rồi, Phong Linh, đưa bạn em về đi.
Anh Long, chính chị Trinh để giao tiếp với em. Chị Trinh đã cho em biết được anh đang muốn chết cùng chị ấy, nhưng mà anh có làm như vậy cũng không thay đổi được cái gì đâu. Biến, biến đi. Họ đang tới đây. Những linh hồn, những linh hồn từ nhà giáo sư Phan. Họ đang tới đây đông lắm. Mà mục đích là gì vậy? Tôi không biết, nhưng mà chắc là giáo sư Phan phái họ tới đây để bắt linh hồn của chị Trinh đó. Giờ bán sao giờ? Anh Long ơi, anh Long, hãy nghe em nói. Anh hãy nói với chị Trinh, hãy nói là, nói với linh hồn của chị Trinh là hãy siêu thoát đi, hãy đi đi. Mày im đi, mày đang nói cái gì vậy? Mày nói đủ chưa? Mày cấm miệng mày đi. Anh phải tin em, anh phải tin em. Hãy làm theo em đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Phải để cho linh hồn của chị Trinh siêu thoát chứ. Phong Linh, ông nói là chị Trinh nhập tôi đi. Chị Trinh nhập với Phong Linh rồi. Chị Trinh ơi, chị Trinh muốn nói gì với anh không? Chị Trinh nói đi. Chị Trinh ơi, có điều gì muốn nói không chị Trinh? Đau bự của em, em xin lỗi vì đã không tự làm chiếc bánh kem cho ngày cưới của bọn mình. Nhưng chiếc bánh rất đẹp, em biết là anh đã rất cố gắng để tìm một cái bánh thật giống như cái bánh mà em làm. Em rất vui vì mỗi sáng anh đã trưng những loại hoa mà em thích ở quán. Em cũng vui vì anh vẫn ngồi đó, ngồi đàn cho em nghe. Em cảm ơn tình yêu mà anh dành cho em. Cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em khi em còn sống, cũng như lúc này em không còn bên cạnh anh. Nhưng anh có biết là cuộc sống rất dài không? Anh không thể bi quan như vậy được. Anh phải sống tiếp và phải sống thật tốt. Anh hãy bỏ dây thòng lọng kia. Anh có biết tội lỗi lớn nhất của đời người là tự tử không? Anh hãy nghe lời em, lạc quan và sống tiếp đi anh. Chẳng lẽ anh không yêu em sao? Anh yêu em. Nếu yêu em thì anh phải hứa với em là anh phải sống thật tốt, không được bi quan nữa. Và hãy hứa với em là không được theo em nữa. Anh hứa. Có những đêm anh nằm mơ, mơ thấy bơ vơ giữa cõi đời. Trên trời muôn vì sao rơi, kỳ chặt tim anh đau quá đau. Anh ước mơ em về đây, nhưng ước mơ kia có bao giờ. Anh sẽ chờ, nhưng anh sẽ già, biết không em ơi. Vẫn cứ chờ đến bây giờ, chẳng biết bao Phong Linh. Gì vậy? Bà làm gì đi có? Đang buộc tóc mà. Buộc tóc giữa công viên, tưởng bị nhập nữa chứ. Nhập cái gì mà nhập, khùng hả? Chứ nghe nè, hôm bữa mà Diễn bị nhập là y chang luôn á. Ủa bộ đó giờ có bị nhập lần nào chưa?
chưa? Sao làm giống y hệt luôn vậy? Thì tôi coi mấy clip ma nhập ở trên YouTube á. Thì ra là con ma trên YouTube. Ê, ủa? Còn mà mấy cái chuyện mà cuộc trình những chuyện riêng tư người ta kêu anh Long là gấu bự, rồi em sẽ làm bánh cuối, rồi em sẽ cắm hoa mỗi ngày, rồi những cái chuyện mà với nhau lãng mạn, sao mà biết rảnh vậy? Ủa, tôi có hả? Có thiệt hả? Cái đoạn đó bạn biết gì? Ôi, tôi không có nhớ gì luôn á. Cô đang thiệt hay giỡn vậy Phong Linh? Thiệt. Thiệt hả? Thiệt đó. Giỡn với ông đó. Ê, bữa nay biết chọc lại tôi luôn hả? Ừ. Ủa là sao? Ủa rốt cuộc sao mà biết? Thì ông kể cho tôi nghe. Vậy mà ông cũng không nhớ nữa. Ông là chúa nhiều chuyện luôn á. Tôi chỉ đột nhập vô cái phòng anh Long, tôi nghe loáng thoáng trong clip nói là chút vậy thôi. Sao bà nói được y chang chị Trinh luôn vậy? Thì tôi coi mấy cái tiểu thuyết ngôn tình, rồi tôi suy ra con gái mà là có nghĩa là bịa luôn hả? Hiểu rồi. Ủa rồi bữa nay gọi tôi ra đây làm chi vậy? À, tôi gọi ông ra đây để nói ông nghe này nè. Gì? Sáng nay tôi gặp giáo sư Phan đến quán cà phê của anh Long á. Giáo sư Phan có gặp anh Long? Có chuyện gì hả? Hóa ra anh Long á là học trò cũ của giáo sư Phan. Chỉ vậy thôi hả? Chỉ vậy thôi đó. Không, tôi chắc chắn là cái cuộc gặp gỡ tối bữa đó có vấn đề. Giáo sư Phan vừa mới xuất hiện, Trinh biến mất, và rất nhiều linh hồn từ trong nhà giáo sư Phan đi ra và đến nghĩa địa. Phong Linh, tôi chắc chắn giáo sư Phan có vấn đề. Canh để bắt quả tang hai bồ á. Đúng rồi, chối đi. Ủa, tụi tôi đâu có gì đâu. Tụi tôi là bạn bè học chung lớp nhau thôi mà. Thì tụi mình là bạn bè trong sáng nữa mà. Đừng có nghĩ gì nha. Ủa, dạ. Đang nghĩ gì vậy? Đừng có nói là bắt quả tang gì tụi mình nữa gì đâu. Nói nghe nè, bây giờ cho tiền tôi cũng không tin là hai bạn thích nhau nữa. Hai cái mặt này làm sao mà vô cái hệ nào mà thích nhau, trời thiệt luôn. Ây dạ, làm vậy. Ê, bị tim nha, đừng đánh nữa nha. Bị tim nha. Làm gì chứ nói bắt quả tang vụ gì? Đứng trước phòng giáo sư Phan lấp ló làm gì đây? Tôi thấy á nha. Thì sắp nghỉ hè rồi, tôi tới tìm giáo sư xin một số thông tin để về nghiên cứu những cái đề tài về mùa hè á. Mấy bạn vô lý lắm, mấy bạn làm trái tự nhiên lắm. Hè là phải đi chơi. Đi học bình thường đâu, không hè là phải về quê chơi. Tự nhiên ở đây là hay lắm, sao về quê chơi đi? Không có quê, nhà ở Sài Gòn. Ủa, còn Phong Linh? Nhà tôi cũng ở Sài Gòn mà. Ủa, nhà tôi cũng ở Sài Gòn. Còn bạn? Nhà tôi dưới quê. Đâu nhà quê.
Thôi không giận, không giận, không quên, không quên, sao đâu sao. Thôi nói chứ, ngày mai tôi với anh Thắng định về quê anh Thắng chơi. Anh em mình đi chung luôn cho vui. Gì? Dạ. Ừ, quay rủ. Đi, đi về quê anh Thắng. Ủa, không định rủ tụi tôi hả? À, có. Ông mấy đi về quê chung cho vui. Ở dưới quê nha, có mấy trò thú vị chờ người Sài Gòn xuống khám phá lắm. Mình là dân phiêu lưu mạo hiểm mà, đi chơi ha. Chào, không lên, đi chung nha. Ừ, thì đi thôi. Ờ, vậy đi đi, vậy mai bố mình đi nha. Ừ, đi ông. Mà ba à, sao kỳ vậy? Tất nhiên có băng mình đi mà không cho Phong Linh đi. Không, là tôi Thắng với lại Phong Linh á, không có bồ. Ủa? Có gì luôn hả? Ủa giỡn hay mấy chú, tôi đâu mấy chú? Ai biết? Hay miệng rồi, hay miệng rồi. Ủa nha, đừng chọc nha, tụi mình anh em tự nhiên bỏ tôi lại làm sao hả? Có giỡn á bồ, anh em sao mà bỏ được đúng không? Bớt ngay đi nha. Thích thì muốn đứa mình về chung. Ờ, không? Đồng ý. Ngày mai 6 giờ sáng ở bến xe miền Tây. Đem thêm 50 triệu. Thôi, cái gì vậy? Đem bài hả ba? Không, kiểu đem để đi chơi rồi hả? Đem nhiêu cũng được, đem nhiêu cũng được. Ờ. Mai 6 giờ sáng ở bến xe miền Tây. Đem theo nhiêu cũng được. Ờ, rồi, 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 nha. Rồi, vậy. 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 Vậy đi. Vậy đi. Ủa rồi sao tụi bay không về đi? Đi. Về đi. Xong rồi. Thì giờ hay là còn gì đây nữa? Có gì đâu thì đi kiếm về. Gì nữa hả? Vậy. Tại tôi có số của giáo sư nè. Không không đi về, hỏi về 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 không lên. Vậy. Sao trời? Vậy nha, mai gặp nha. Ừ. Có nó là có trò. Dạ. Còn lại 8 phương 10 hướng, trên trời dưới đất, các vong linh xung quanh đây. Ủng hộ cho con đêm nay cũng như là các đêm về sau, con được ngủ thẳng giấc an vị. Con xin hứa con sẽ cúng chuối cho chư vị. Chư vị 45 nải chuối cho con khắc hết, chẳng 50 lãi con cũng tạ lần luôn. Chứ giờ con khổ quá, con xin đa tạ trước. Xe đi đại vô ngồi đi. Nó kêu ra đã tới đầu làng có xe ôm gì á. Đi nãy giờ thấy bi ôm không? Trời,
giờ ta đổi hình thức kinh doanh đấy chứ hồi xưa xe ôm nhiều lắm không ai. Tôi hả? Tôi nghĩ chắc do mấy ông về cho nên xe ôm ta nghỉ hết luôn rồi đó. Ê bà kia, ê nói hoài rồi nha, từ lúc tôi đây là nói hoài không kiếm chuyện nữa nha. Bên ta kêu mà bây giờ hay quá à, dữ vậy ta. Chị gì? Người đàn bà thứ hai trong đoàn mình bị mệt này. Vô đây coi. Có đâu. Gì vậy? Anh dạ. Tự nhiên tôi có cảm giác bị bồn chồn. À trời ơi. Nhà ai mà xa quê hương á, mà khi quay về lúc nào nó cũng có cái cảm giác đó, bồ đỉnh ngại vậy đó. Ủa mà tôi nhớ là quê của ông Bọng Thắng. Mày lanh quá. Gì? Dạ. Bồn chồn lo lắng đúng không? Ừ. Con cá bên kia, nhanh. À. Dạ. Cá gì sáng giờ có ăn gì đâu cậu cá. Ủa chứ không phải cảm giác bồn chồn lo lắng đó hả? Ý tao nói cái cảm giác bồn chồn đây là cái cảm giác gì đó nó của riêng tao á, mà nó khó diễn tả lắm. Vậy mày có định chia sẻ với tụi tao không? Định tâm sự mà không biết tâm sự như thế nào. Tốt nhất đừng. Đi tụi bay. Đi nắng quá nó bị gì sao á. Đi lẹ đi. Nhận quê bạn chơi dữ thiệt luôn á. Chơi năm tháng năm mà tới giờ vẫn còn chơi nè. Nói bậy bạ đi quen nha. Nhà anh Tấp Phước, anh họ của tôi á, không đi đâu tự nhiên bữa nay nhà cửa dán gì nhìn thấy ghê vậy trời. Nhìn sợ luôn á. Ê Tiên Đăng, ông ổn không? Tôi là có cảm giác đó. Mày cảm giác quen thuộc của tôi á. Tụi bay có thấy gì không? Thấy. Thấy gì? Mệt. Mỗi lần nó có cảm giác quen thuộc là tụi mình mệt rồi. Tao sợ lắm rồi. Ê sao đi tới đâu là mày quen tới đó vậy? Bớt quen được không? Nhà người quen của mày đúng không? Ừ. Mình vô được chứ? Tất nhiên là được chứ. Hey, sao tụi mình đi chậm vậy? Tao đi theo nó. Sao mình đi chậm vậy? Tao bị nhíu lại rồi. Là bị dịnh hả bạn? Bị dịnh ở đâu? Tao bị dịnh cái quần lại rồi. Thôi giùm coi. Trời đất ơi. Gì vậy? Trời ơi, lên. Trời ơi. Cái nắm quần ta vậy? Tôi sợ mà. Một quần con nhỏ luôn rồi kìa. Tôi là bà sợ là bạn tôi mất cái quần hả? Ừ. Tụi bay cũng vậy nữa. Vậy như đang đi bốn đứa mà thấy mất Phong Linh cũng không để ý nữa. Sao để ý được? Tao cũng chết luôn, lo để ý cái nhà không mà để ý bả nữa. Ừ. Tại tụi bay làm mọi việc căng thẳng thêm á. Nhà người quen đúng không? Quen nhà anh Tám. Vậy kêu anh đi. Giờ kêu ảnh là ảnh có trong nhà mình vô chơi với ảnh được không? Ừ được. Anh Tám ơi, anh Tám. Anh Tám ơi, anh Tám. Thẳng nè anh Tạm, anh Tạm khỏi nhà anh Tạm. Mày kêu gì vậy? Kêu gì vậy? Quê người ta kêu vậy cho sở lỡ rộn ràng rộn ràng hiểu không? Anh Tạm, anh Tạm, anh Tạm khỏi nhà anh Tạm ơi. Anh Tạm ơi, anh Tạm kêu đi kêu đi. Anh Tạm ơi. 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 Hình như không có kết quả. Nên chắc anh ngủ rồi vô trong chơi. Đi đi vô hả? Anh Tám à? Anh Tám á, anh Tám Phước. Anh Tám, anh Tám. À, Tám khỏe anh Tám. Mày điên hả? Sao mày nói chứ quê mày nói chuyện gì cho nó gần gũi? Vô tới nhà rồi. Dạ, anh Tám. Tám à, để anh Tám ơi, em Thắng nè anh Tám. Thắng con cô ấy Lệ nè anh Tám. Đi
Ừ. Dạ để tụi em đứng chơi cho tiện. Có gì vậy? Băng ra cho nó dễ. Ủa anh Tám ơi, nhà mình dạo này làm gì mà giấy tờ nhiều quá anh hả? Mấy cái này là anh dán bùa trừ ma phải không anh? Ông Tám Phước lúc nào cũng vậy hả? Nhìn sợ quá vậy. Không có đâu. Hồi xưa ông hiền khô à. Tôi không biết á là mấy ông có thấy gì không, nhưng mà tôi nghe giọng anh Tám Phước có giống như là con nít vậy đó. Ôi, mà điều đặc biệt nữa là tay chân ảnh là co quắp lại vậy nè, mà mấy đầu móng tay á nó thâm đen luôn, giống như là bị chúng ta vậy đó. Nói gì đây vậy? Ừ. Cái này không có ghê. Cái này thì Phong Linh nói đúng. Theo như những gì mà tôi nghiên cứu bữa giờ trong cuốn sách này thì những người có biểu hiện chúng ta tay chân co quắp lại giống như là chân gà quái thú, còn đầu móng thì bầm đen giống như là bị làm neo bị hư á. Và cái biểu hiện của con người thái độ hung hăng, lúc thì giận dữ nhưng mà lúc thì thất thần. Dạ, thử tâm lý mấy người bị đấy. Điên hả? Điên hả? Điên hả? Tự để biết gặp né bộ sợ muốn chết luôn à. Đùi thiên căn đấy. Lộc Cù Thiên Đăng. Ừ. Theo những cách nói chuyện của bạn nãy giờ, mình nghĩ bạn là một người có tri thức. Bạn không thuộc thế giới này, bạn là một người rất khác. Wow. Bây giờ mà không biết có cách nào bạn đứng ra bạn thương lượng với lại bên kia giúp anh Tám được không? Không. Vậy dạ. Cái vấn đề này á, là mình phải có một thầy cúng là cao tay ấn lập đàn để cúng trừ tà thì mới có thể trục được cái hồn ở trong con người anh Tám ra, hiểu? Vậy là từ chối đúng không? Thì thôi tôi hiểu rồi. Chào mọi người nha. Không phải. Nè. Dạ. Thắng. Nó... Nè. Dạ. Đi đâu vậy? Đi về Sài Gòn. Ở đây nhiều mau, sợ quá. Ê, làm sao? Anh Tám là anh mày mà. Anh em thì anh em chứ tôi cũng biết sợ ma mà. Bye bye nha. Nè. Tôi mẹo quá. Anh Tám là anh của tôi mà sao tôi bỏ anh Tám được? Giống như mấy bồ, hôm mấy bồ có chuyện tôi cũng đâu bỏ mấy bồ, đúng không? Bởi vì anh em mình là cái gì đây? Anh em mình là một lũ nhi. Hay. Vậy là hòa nhập rồi đó. Vậy giờ đi được chưa? Đi đâu? Đi qua nhà anh Tám. Ủa? 88. Ủa sao ông Tám rồi ta? Anh Tám ơi. Anh Tám ơi, tụi em quay lại đi giúp anh nè anh Tám ơi. Tám ơi, tụi em thương anh, quý anh, quay lại anh đừng hù tụi em như nãy nên Tám ơi. Vậy thôi, tụi em về anh Tám ơi. Ê! Về là sao? Hết anh Thắng chứ mày. Không có ổng. Mình đã nói mình quay lại đây giúp anh Tám đúng không? Ừ. Đó là anh em phải giúp nhau đúng không? Đúng, ừ. Tại vì anh mình là cái gì đây? Nên anh là mình muốn cái gì đây? Rồi, bây giờ chia ra tìm anh Tám, hiểu không? Ừ. Để tao coi, nhiều khi anh Tám á, anh còn có một cái gì đó ngại ngùng. Cho nên tụi bay. Đưa anh Tám. Anh Tám hả? Anh Tám. Tám hả? Anh Tám. Anh Tám ơi. Yeah.
Anh ơi, xin quá gian hả? À... anh Tám. À, tôi Tám nè. Anh Tám hả? Anh Tám. Tôi Tám nè. À, anh Tám. Em Thiên Đăng nè. Thiên Đăng hả? Dạ. Lần đầu tiên nghe cái tên này luôn á. Không nhớ em hả? Em là bạn của con Thắng, em họ anh á. Ờ vậy hả? Không nhớ em hả? Không 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 không. Gì hả? Ủa, anh đi đâu đây? À, tôi dạ, sao anh Tám? Tôi bị anh bị gì? Người ta chiếm đoạt thân xác. Anh bị người ta chiếm đoạt thân xác anh hả? Rồi bây giờ anh sao? Mất hết rồi hả? Mất hết rồi. Nhưng mà quan trọng là cái nhìn anh vậy thì ai có thể chiếm đoạt thân xác anh? Thằng nhỏ nó chiếm đoạt thân xác anh luôn. Nó có thể làm cách nào để nó chiếm đoạt được thân xác anh? Tôi không biết, nhưng mà thật sự là nó chiếm đoạt thân xác của tôi. Anh nhìn tôi hiện tại á, không phải là thân xác mà là cái hồn á. Nó chưa có phản ứng gì hết hả? Không. Hôm nay gặp toàn mấy chuyện gì đâu không à? Không được rồi. Gấp, làm gấp. Trời ơi. Nó đèn xỉu, mày làm vậy? Quay làm tư liệu có gì. Biết đâu gặp lần này lần cuối làm sao tụi bay không lo hả? Dạ. Bà thấy không? Thấy không? Dạ. Bà gì mà bà? Quay giải trí còn quay chứ quay kêu nó sao được? Dạ không được thôi. Mày giải trí đúng không? Giải trí mà. Đỡ lo đúng không? Ừ. Mày phải để ngón tay vô nhìn mặt nó mới khờ. Trời ơi, sao tôi ngu quá trời. Tôi không biết nó ở đâu ra, nhưng mà nó chiếm đoạt thân xác tôi và nó đẩy cái hồn của tôi ra ngoài. Bây giờ tôi phải giấc dưỡng ngoài đây. Không có nhà ở. Anh bình tĩnh. Tôi không biết nó là ai. Tôi không biết nó từ đâu đến mà nó chiếm đoạt thân xác của tôi. Nó là khờ. Tam Phương. Tam Phương đâu rồi? Tam Phương. Tám này mà gặp tám kia là sao tao không hiểu lắm nha bạn. Là tao nghĩ cũng đơn giản mà sao mày không hiểu vậy? Là cái anh Tám mà mình gặp hồi chiều á, anh Tám mà giọng con nít á, là anh Tám một, anh Tám Phước một. Anh Tám mà nó nói mới gặp trong mơ á là anh Tám Phước hai. Ừ rồi, vậy đi cho gọn. 8 1 8 2. 1 đây, 2 mớ. Đúng không? Ừ, 1 đây 2 mớ. Rồi, nhớ rồi. Sao mấy ông này lộn xộn quá vậy? Mấy ông tập trung đi. Biết rồi. Đen. Phân tích mà bà biết cái gì. Thấy nè. Đây rồi. Nếu như muốn lấy lại linh hồn đã bị đánh cắp, điều đầu tiên chúng ta phải tìm ra thân xác của linh hồn đó. Sau đó thương lượng với linh hồn đang trú ngụ trong thân xác đó và thuyết phục cho họ đồng ý, thì lúc đó mới có thể làm lễ nhập hồn thoát xác cho cả hai linh hồn. Cái gì mà rắc rối tao nghe, trời ơi. Có nghĩa là vậy, tao nói cho dễ hiểu. Chúng ta phải tìm được anh Tám một, sau đó tìm anh Tám hai và thương lượng cái người ở trong anh Tám một nhường lại anh Tám một cho anh Tám hai. Từ từ lúc đó anh tám hai mình về với anh Tám một. Bạn mới tỉnh dậy thôi. Bạn giải thích kiểu này là tới tụi tôi bất tỉnh á, rối quá, não tôi yếu lắm rồi bạn ơi. Có nghĩa là bây giờ đi tìm anh Tám. Đúng rồi, tìm anh tám một đâu rồi? Anh Tám một cũng phải chạy ra đi đâu? Yên tâm, tôi đã gọi cho mẹ tôi rồi, tôi hỏi về tung tích của anh Tám một. Mẹ tôi nói không bao giờ mà biết được đâu. Trời, bà con gì hết rồi hả? Anh Tám một giờ không có chơi với bà con nữa. Tao nghĩ là giờ anh Tám một, anh Tám hai có thể chơi chung mà giấu tụi mình á. Nói ghê mày. Mày khùng hả? Bây giờ nếu tìm không ra anh Tám một, tao sẽ đi tìm anh Tám hai. Chỉ có lúc tao chìm vào trong giấc mơ, tao rơi vào trạng thái mê man, bất tỉnh. Hôn mê sâu, lúc tao mới có thể gặp lại anh Tám hai. Có nghĩa là phải vô giấc ngủ hả? Ừ. Trả thân xác lại cho tôi. Anh Tám ơi,
Anh Tám. Ai gọi vậy? Em là anh Tám ơi. Anh Tám. Ui dạ, mừng quá em gặp được anh rồi anh Tám ơi. Em cứ tưởng là em sẽ không gặp lại được anh nữa. Ủa sao vậy? Em đau đầu quá. Em bị đau đầu vậy? Em không biết nữa, để gặp được anh khó khăn lắm. Mày đang làm gì vậy Chiến? Chùa giấu vân tay. Lỡ như mạnh quá có chuyện nữa. Nè, có lấy có clip luôn nè. Vừa cầm clip coi đi. Rồi sẵn mày coi coi lâu lâu nó còn thở không? Tôi không có sợ nó chết. Tôi sợ nó bị khùng. Nhìn mắt nó nè. Vui ha, vui ha. Cái này vui ha. Làm vậy cho bớt căng thẳng. Tôi cũng muốn mắc cười lắm mà tôi lo hơn. Giờ sao chuyện nào nó mới vậy? Kệ nó đi. Vậy bây giờ anh có thể cho em biết là chị Hay Thu đang ở đâu không? Cho em cái địa chỉ, cho em cái địa chỉ. Ủa sao anh không viết địa chỉ mà anh vẽ gì hả? Anh không biết chữ. Ủa vậy là cả cái tuổi thanh xuân của anh là chỉ ăn chơi chứ không có đi học hành gì hết hả? À, dạ thôi anh vẽ đi. Mà anh nhớ chú thích cho em, em không nhớ. Dạ. Chú thích làm sao? Anh đâu biết chữ đâu chú thích. Không, ý em nói là anh hướng dẫn em á. Anh phải diễn tả cho em mới hiểu được. Dạ. Qua ngã tư. Ngã tư. Kéo rẽ phải. Rẽ phải. Rẽ phải kéo rẽ trái. Trái. Kéo ngã tư. Ngã tư. Em đừng có quẹo gì hết. Em đi thẳng chân. Rồi. Rồi. Em sẽ thấy 1, 2, 3, 4, 5. Đang. Đang. Im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Tụi bay im hết đi. Im đi. Im đi. Bây giờ em có muốn nghe không? Thì như anh đang nói mà em chửi anh im đi là sao? Không, không, là sao? Anh cứ nói tiếp. Em không giúp anh được phải không? Anh nói nhanh lên. Em không có nói anh. Anh nói nhanh lên. Anh nói đi. Em đếm 5 cái cây phượng. 5 cây phượng. Rồi em rẽ phải nữa. Làm gì vậy? Nóng quá. Cái gì nó nóng quá? Ngồi dưới đất làm gì nóng? Anh cứ nói đi. Anh nói nhanh lên. Có tiệm tạp hóa của bà Hai Ròm. Hả? Anh nói nhanh lên. Em nóng lắm. Ủa rồi đó anh ơi. Em làm anh rối quá. Em rối sao nữa? Rồi sao lên? Rồi. Anh ơi, có nguyên một cái vườn chuối luôn. Trời sắp mưa anh ơi. Em đến. Trời sắp mưa rồi. Cây chuối. Trời ơi, thấy chưa? Tao nói nước là nó tỉnh mà. Tỉnh trời đó. Ơi! Hả? Kêu tao hoài. Cái gì? Tao ráng nhớ mà. Cái gì mà? Ráng cứu mày mới mà. Mới tới cây chuối thứ 9 nè. Cây chuối chưa chín. Không, tôi thấy bạn đi lâu quá, tôi sợ bạn. Trời ơi, trời. Bây giờ làm sao để tao có thể gặp lại được ảnh đây? Làm sao? Đưa tao lại chẳng thấy không ơi. Nhanh lên. Là chạy quay lại chẳng thấy không ơi nữa hả? Đúng rồi. Thì bạn phải nói chứ. Ừ. Ê! Gì? Quên. Đau. Cái này hồi nãy đau lắm. Nha. Tụi bay có cách nào nhẹ hơn không? Cô hai. Tôi bác sắc phải cô hai bác sỏi cho tôi nha cô hai. Dạ. Mai chị lấy ha. Dạ. Cảm ơn cô hai, tôi về nha cô hai. Dạ. Lại. Ấy. Mày kêu là Chiến sao nó đứng trước nhà tao đi toilet vậy? Nó xạo á. Nó xạo mà, nó không dám vô á. Kệ đi. Lo công chuyện mình trước nè. Đúng rồi, cây chuối thứ 9 nhà tường gạch nè. Đâu? Dạ, chị Hay Thu ơi. Hay Thu hả? Dạ. Là tôi nè, đang đứng trước mặt nè. Chính tôi là Hay Thu. Tên thiệt á, đầy đủ là Nguyễn Thị Mẫn. Nickname là Hai Thu. Dạ, con chào bà Mẫn. Chào con. Dạ. Con chào anh. Dạ.
anh mày làm phi công chứ đâu phải đi xoay hết. Người ta người lớn nói chuyện đàng hoàng, nói chuyện mất vợ. Ồ, mà quên nữa. Ê, anh nói chị Hai Thu lớn hẳn có 3 tuổi à. Ba ơi, bà cho tụi con hỏi á. Sao con? Là ở đây á có ai tên là Hai Thu mà còn độc thân không bà? Đèn ơi, ở xóm này á thấy ai còn độc thân là tên Hai Thu hết trơn á. Vậy thì cho con hỏi là ở trong cái làng mình, ở trong xóm mình á là có bao nhiêu người tên Hai Thu à? Cũng không có nhiều lắm đâu. Đỡ quá bời. Dạ dạ bà có thể chỉ giùm con một bà. Đâu chỉ có 8 cô Hai Thu mà. Nội cha tao không có giỡn nha. Thôi mà cô Hai. Ủa là chị hả? Dạ. Ủa nãy giờ chị có gõ cửa không? Tôi mới gõ tắt thì nè cô Hai. Có gì không chị? Tôi quên ngày mai á, tôi đi Sài Gòn nên ngày mốt tôi lấy nè cô Hai. Khi nào lấy cũng được hết trơn á. Cảm ơn cô Hai vậy. Dạ. Sao mẹ lại bỏ con? Con cũng là con người, mẹ cũng là con người. Tại sao mẹ được sống mà con phải chết? Ông nói cái gì vậy? Mẹ không nhớ con sao? Con là đứa trẻ đợi mẹ ở gốc cây đầu làng 10 năm mà. Mẹ nói mẹ sẽ dẫn con về, mà sao mẹ không dẫn con về, mẹ để con ở gốc cây hoài vậy? Con nằm ở đây đi. Mẹ hứa sẽ quay lại đón con về. Không phải lỗi của mẹ, là lỗi của ông ta,
Nghe lời anh đi, bỏ cái thai này đi. Chứ bây giờ em nghĩ đi, cái bụng mà bự ra rồi cả xóm biết rồi đi đồn em chửi quan, ba má em biết rồi nhục nhã, ba má em chết luôn á, hiểu không? Nghe. Mà em có thả với anh chứ bộ. Em biết ba má anh đó. Ba má anh mà biết chuyện này là giết anh. Bây giờ em phải nghĩ tương lai của tụi mình, hiểu không? Cái nào cưới nhau rồi muốn có bao nhiêu đứa mà chẳng được. Tội lắm anh ơi. Bây giờ tội nó là chết hại đứa mình đó. Cho nên tôi đã hại ông ta tán gia bại sản và cướp mất linh hồn của ông ta. Con giết cha con luôn hả? Tại hai người giết tôi trước, bây giờ hai người phải thành ma, còn tôi sẽ làm người. Tụi em mừng à? Tụi em cũng mừng. Thiện Tâm, một cái tên rất hay và ý nghĩa. Anh chị thì sống hạnh phúc nha. Chắc chắn là Thiện Tâm nó cũng an lòng á. Gì vậy? Nhìn cái tướng là tôi biết bò rồi. Làm gì mà râu ria rồi bịt khẩu trang lắm vậy? Vậy đang đi làm. Trời, Dân chơi bao học đi chơi mà bây giờ mới đi làm nữa hả? Mệt đang đuối quá để đi làm mà. Có nói gì tao đang đi làm. Trời, mới sáng sớm mà, có ai đâu sợ. Tôi cũng là khách mà, đúng không? Rồi, uống gì uống gì. Quên nữa, bữa giờ sao tôi gọi ông Nhân Thắng hoài không được. Để nó nghe. Nó nghe nè. Gì? Cái bữa mà anh Tám Phước á. Tâm Phước sao? Là cái bữa tối mà ở giếng á. Anh có thấy là anh Tám Phước 1 đột ngột cái biến thành anh Tám Phước 2 không? Đừng có nghĩ tới chuyện anh Tám Phước 1, anh Tám Phước 2 nữa. Não tôi yếu lắm rồi. Tôi muốn hỏi để bạn với anh Thắng chứng thực cho tôi là thấy chuyện đó chứ không phải là tôi bị ảo. Tôi thấy mà. Đúng không? Tôi thấy mà. Lúc đó bạn hay nha. Bạn kiểu
Tam Tạng đọc kinh cho Ngộ Không bạn. Xuất sắc, đó là làm phước đó bạn. Bạn làm như vậy là dữ dằn hả? Không. Tôi không phải là sư phụ mà có thể khống chế Ngộ Không. Thấy, tôi thấy mà. Bữa tôi thấy rõ ràng bạn đụng vô. Bạn nói không, gì vậy? Cái siêu năng lực của tôi chưa đủ khả năng để làm cái chuyện đó. Vậy là bạn không có làm? Ừ. Không sao, bình thường. Đừng có sợ. Trời đã cho bạn cái siêu năng lực này rồi, bạn phải dinh dưỡng và phát huy nó, hiểu không? Chứ còn đi làm như tôi là thua. Đừng nói mấy chuyện đó. Tôi đi làm. Nhưng mà được rồi, để tôi đi làm. Alo, Phong Linh. Thiên Đăng ơi. Hả? Tôi đang copy mấy tấm hình chụp hôm bữa dưới quê của Thắng á. Trong đó có một tấm hình tôi thấy ở đằng xa. Hả? Sau lưng tụi mình á, có ai giống y hệt như giáo sư Phan luôn á. Hả? Giáo sư Phan? Trời nóng quá. Phong Linh, sao biết tôi ở đây? Tôi là người thông minh mà, tôi biết ông tới đây á, cho nên tôi mới tới tìm ông đó. Thông minh ghê ha. Ông tìm được cái gì chưa? Tôi mới tìm được một thứ. Thứ gì vậy? Ở dưới này nè. Cái gì trong đây vậy? Phải mở ra coi mới biết chứ. Ê, khoan. Hả? Nó nghe nè, đồ của người ta á, mình lục là không có nên đâu đó. Vậy hả? Ừ. Hình như là mình đột nhập vô phòng của người ta là đã không nên rồi đó. Lỡ rồi mình chơi luôn đi. Cái gì đây? Đây. Nhìn giống cái áo choàng. Ừ. Một cái nệm nhỏ. Ui. Cái lư đốt chậm. Cái này giống như là dụng cụ để thiền vậy đó. Hồ sơ. Ê khoan. Ê, tôi thấy mình đi quá xa đó, mình đừng có lục nữa. Mình để lại chỗ cũ đi. Đúng rồi, mình đi quá xa rồi đó. Không còn đường quay đầu lại đâu. Trần Văn Hảo 14081980241020111 ngày tháng năm hoàn
Hoàng Bảo Ngọc 23081988 110320115. Anh đang đứng, anh đứng trong lớp mình. Anh 1999 nè. Còn có cả bé Tâm, con của anh Tâm Phước với chị Hai Thu. Trời ơi, không phải chỉ là ngày tháng năm, mà đó là ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm mất. Mọc đỏ hết luôn nè. Tất cả những hồ sơ đều có dấu mọc đỏ, có nghĩa là những linh hồn này đã được siêu thoát. Tại sao hồ sơ này lại chưa có dấu đỏ? Biệt thự Minh Nguyệt. Đừng cản tôi nữa. Tôi thấy là mình không nên đâu ông ơi. Bây giờ tôi không mở ra mới là không nên đó. Để tôi. Cả gia đình bác sĩ Gia Minh chết thảm. Vụ án chưa được giải mã của gia đình bác sĩ Gia Minh. Thảm sát rằm tháng 7. Rốt cuộc thì chúng ta đến được đây. Yes. Ông. Đúng như lời đồn ha. Nơi này u ám thiệt á. Đẹp á. Xong rồi, đi thôi. Ê. Đi đâu? Thì đi về. Sao về? Thì check in rồi, bây giờ đi về chứ sao? Tới đây để check in thôi hả? Ừ, chứ sao? Thanh niên sống ảo mà. Dạ. Thanh niên phiêu lưu mạo hiểm thành thanh niên sống ảo hồi nào vậy? Hả? Bất chấp như vậy dân chơi. Mình là dân trinh thám nha dân chơi. Ủa, mà ông định đi vô trong này thiệt hả? Tất nhiên. Em có ma đó. Đó chính là lý do mà tôi muốn tới đây. Ừ. Để tôi tìm cách vô. Sao vô được vậy? Cửa bên hông đâu có đóng đâu. Mọi thứ tuy là bụi bặm ha, nhưng mà cũng ngăn nắp, mà không có bị xáo trộn nữa. Tôi nghĩ là vẫn có người tới đây chăm sóc. Chăm sóc hả? Ừ. Người ta chăm sóc vì sao hả? Người ta không có lau chùi quét dọn cho nó sạch sẽ bụi bặm đi nè. Ha, tôi nghe. Bà rảnh không? Bữa nào quay qua đây quét dọn cho người ta đi. Trả cái biệt thự khổng lồ làm như cái phòng trọ của bà vậy. Quét dọn. Hay quá. Đi, đi lên. Sao?
cái gì với Phong Linh? Tôi sợ quá mà. Sợ mà nếu tôi nhìn cái bị tật luôn nè. Bình thường thôi mà. Thấy không? Ở đây bụi bặm nhưng lúc nào cũng ngăn nắp. Bình tĩnh. Ghê quá. Mình vô đây để khám phá điều tra mà. Vậy đi. Cái giường này tôi nghe nói là nơi mà bác sĩ Minh đã chết. Đi. Thôi mình đi ra đi ông ơi. Tôi sợ quá à. Sao tự nhiên mày nhát cấy như vậy? Đi theo tôi. Đi sau lưng tôi nè. Đi đâu lưng thấy có vẻ chuyên nghiệp hơn rồi đó. Cái gì mà rung cầm cập vậy? Tôi coi. Đâu? Rõ ràng á là tôi thấy có con ma nó bò ngang vậy nè. Ma mà bò hả? Không lẽ ma chó? Lao không à? Tôi vừa mới phát hiện. Những bức hình không có đầu. Sao lại có những cái ký hiệu gì? Chụp hình đi. Mình chụp hình lại đi. Chắc đây là phòng làm việc của bác sĩ Gia Minh. Tôi cũng thấy vậy á. Ừ? Phòng làm việc của bác sĩ có khác ha. Gọn gàng ngăn nắp. Còn trên kia thấy gì không? Có cái đèn hả? Không. Cái gì vậy? Đó là nơi treo cổ của vợ bác sĩ Minh. Trời ơi. Dừng. Còn nói gì nữa. Phụ đề không đúng lúc gì hết á. Sao? Ra ngoài ông nói thì chết ai hả? Phải đúng địa điểm, đúng sự việc nói mới hấp dẫn. Vào đúng nơi rồi nè. Có muốn check in nữa không? Check in đi. Xàm ghê, giờ này còn giỡn được nữa chứ. Lo gì chứ. Trời ơi là trời. Tôi giết ông luôn bị ông tin không? Lại là những ký hiệu đó. Đây tôi chỉnh hết lại. Vậy dân phiêu lưu mạo hiểm mà. Nè, nói nghe nè, Phong Linh, để lại nha. Tôi Thiên Đăng,
là người có siêu năng lực, là người có khả năng nhìn thấy những hồn ma. Mà tôi bây giờ tôi không thấy ma mà. Tôi biết nó thấy ma làm sao? Ông dẹp cái đèn đi, tôi ám ảnh quá. Vậy hả? Bây giờ sao? Bây giờ mình đi ra khỏi đây đi. Tôi thấy nơi này không có thân thiện xíu nào hết á. Trời ơi, tôi nổi da gà luôn nè. Không, mình đã lỡ tò mò rồi thì mình phải tò mò cho tới mai mốt mất công mình phải quay lại lần nữa, đúng không? Đi ông ơi, tôi sợ. Đi. Cái gì vậy? Tôi lại sợ. Còn có phòng này thôi đó. Không lấy. Quá tươi. Chắc chắn là có người thường xuyên tới đây. Ai mà rảnh gì ta? Thì chắc là người quen hay họ hàng gì đó. Ê, không biết ông có thấy không? Tôi thấy căn phòng này á sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp nữa. Cảm giác như là không bị bỏ hoang ha. Có một sự ưu ái không hề nhẹ ở căn phòng này. Là những tấm hình không đồng, những ký hiệu đó nữa kìa. Ở đây chỉ có bức chân dung của cô gái mà không có hình cha mẹ của cô ta. Chụp kỹ nha. Sách nuôi dạy trẻ. Không lẽ nhà này có con nít? Trong tờ báo không có nhắc đến, mà cũng không có thấy nói là hai nạn nhân nữ mang thai. Ủa? Đồ của bé sơ sinh nè. Đúng không? Đồ em bé. Như vậy chắc chắn. Chắc chắn là trong nhà này có em bé. Vậy nó đang ở đâu? Có khi nào đây là lý do mà giáo sư chưa đánh dấu đỏ vô hồ sơ của biệt thự Minh Nguyệt không? Ý của ông là giáo sư Phan cũng đang tìm đứa bé hả? Tôi chưa cái tập ích kỷ. Trời. Mình biết chỗ nào có ma mình dắt đi. Nó biết chỗ này có ma nó không dắt mình đi. Nói ghê mày. Bình thường mà có ai đâu. Trời. Không, nhưng mà hồi nãy là bên bạn xuất sắc. Gì xuất sắc? Hai cái người mà bạn mướn lên mình quay hết luôn. Kiểu mà bất ngờ luôn, mình sợ luôn á. Mình tưởng ma thiệt. Bạn nói gì vậy? Tiền ăn mình còn không có nữa, tiền đâu mướn người. Có hai đứa mình à, mình tưởng bạn mướn chứ. Điên hả? Tao làm tao kêu mày mướn mà mày nói vậy. Có mướn đâu. Mày cũng tao có mướn đâu. Không mướn à? Không. Nó quen lắm. Tôi nhìn cũng thấy quen, mà tôi nhớ hoài không có ra. Cuốn sách này cũng không có ghi. Hay bây giờ mình thử phân tích coi. Bên bà là chữ gì vậy? Của tôi là chữ SG. SG. Còn của ông là gì vậy? HG. HGSG. Không
không lẽ là hột gà Sài Gòn? Hột gà Sài Gòn là gì? Ừ, tôi thấy nó sai sai rồi đó. Thôi để ghép thêm đi. Ghép lại đi. Ừ, ghép lại là bảo hiểm Sài Gòn Hậu Giang. Ừ, dạ. Mà thấy nó xàm ha. Xàm quá, cái ông nội này xàm ghê luôn á. Ê. Ê. Ê, ông nhìn kìa. Mình bị thằng Chiến với thằng Thắng chơi khăm rồi. Thì ra tụi nó hù má mình hả? Buông cơ thể nhau ra. Cậu. Dạ, dạ. Tôi mà vào muộn một chút xíu nữa thôi là hai cô cậu quấy lên nhau luôn rồi. Cậu. Dạ, không phải cậu ơi. Sự thật là tụi con đang nghiên cứu về một cái... Phụ lên. Một cái vấn đề này nó tế nhị lắm cậu. Con là con gái mà con bảo miệng vậy con. Con cùng với một người con trai con nghiên cứu một vấn đề tế nhị tại một nơi tế nhị như thế này mà con còn khoe ra nữa hả? Cậu, thật sự ra không phải như vậy. Ý người ta nói là đang nghiên cứu về một vấn đề tế nhị, chứ không phải là làm một cái chuyện tế nhị ở một cái nơi tế nhị như là những cái suy nghĩ tế nhị ở trong cái một cơ thể tế nhị như cậu. Đúng rồi cậu ơi, hiểu lầm rồi. Người ta nghiên cứu, người ta có đi tới thực hành không? Tôi vào muộn một chút xíu nữa thôi là hai cô cậu thực hành luôn rồi chứ nghiên cứu gì nữa. Cậu, bạn con mà cô nói kỳ á. Chàng giác con nói sau lưng à. Không nói chuyện với cậu đó. Ô cái thằng này. Hai đứa mày đi đâu vậy? Hai đứa mày đi thực hành nữa đúng không? Con nói rồi. Hai cái đứa này vào phòng coi phim gì không biết nữa. Cho cậu coi nhờ xíu nha. Coi như mình xin phép rồi. Chuyện gì vậy? Xe hư hả? Bị gì vậy? Bảy giờ tối, biệt thự Minh Nguyệt. Em tới đây hả? Giỏi lắm, liều lĩnh lắm, gan dạ lắm, cặp đôi vàng. Dám mò tới tận đây thiệt, mà còn gan hơn nữa là dám mò vô phòng tôi mới ghê chứ. Bữa đó là em tới kiếm giáo sư mà vô tình thấy cửa không khóa. Tôi còn nghĩ tôi ngớ ngẩn tới mức độ mà quên khóa cửa phòng thì có mò vô nhà ngoài cắm rễ. Vậy có nghĩa là giáo sư cố tình dẫn dắt đưa tụi em tới đây hả? Gì dẫn dắt? Nói gì? Ta gài hai đứa tới. Ta muốn em tự khám phá ra được năng lực nguyên bí của mình. Điều mà ta thấy nó nằm ở trong em ngay từ lần đầu tiên ta gặp em. Vậy là lúc đó giáo sư thấy Hưng. Mày tắt cái đèn để tao chói quá. Có tối lắm không giáo sư? Kệ nó, tối cho thanh tịnh. Hôm nay mày hỏi gì tao quên rồi. Ý em là em hỏi bữa đó giáo sư cũng thấy Hưng hả? Không phải chỉ có một mình Hưng, còn nhiều linh hồn khác nữa. Em phải tỉnh táo trong lúc này. Nghe lời thầy, âm dương không thể nào hòa hợp. Ôi chết rồi. Xin lỗi thầy,
em không thể bỏ Trinh ra khỏi suy nghĩ của mình vào lúc này được. Thầy rất là thất vọng về em. À, vậy là giáo sư đã sai âm binh tới để bắt linh hồn chị Trinh đúng không? Khi mà lỡ con Trinh nó có trở thành ác ma thì cũng có đường mà đỡ. Vì sao lúc đó giám sư cũng giúp chị Trinh luôn đi? Chỉ đơn giản là ta không phải là người được chọn. Tại vì nếu ta không phải là người được chọn thì Trinh nó không thể tiếp xúc được với ta. Ta chẳng làm được gì. Người giúp Trinh duy nhất là em. Và cũng may là Phong Linh đã giúp đỡ cho em. Bởi vì nếu như người được chọn không hoàn thành được nhiệm vụ thì họ sẽ là người gánh chịu hậu quả đầu tiên. Có nhớ dùng tam phước không? Ta là phải dùng năng lực của mình trục xuất linh hồn của mấy tam phước với thần sát của tam phước. Nếu không, nó sẽ giết chết cha của nó. À, có nghĩa là anh Tám Phước là người được chọn. Đó chỉ là số ít trong vô số những trường hợp gần đây mà đích thân ta phải tự ra tay để giúp đỡ. Và cái cuốn sách mà ta đưa cho em là những kinh nghiệm mà ta đúc kết được sau tất cả những lần tiếp xúc với các linh hồn. Ta muốn em nghiền ngẫm nó để tự tìm ra được năng lượng đặc biệt mà thượng đế để ban tặng cho em. Nhưng mà tại sao giáo sư biết tụi em gặp nạn mà giáo sư tới giúp vậy? Khi đạt tới một trình độ nhất định nào đó thì các nhà ngoại cảm có thể điều khiển được năng lực của mình. Đó. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Con nghe thấy gì không? Không có sao không? Nghe thấy cái gì? Con nghe thấy gì không? Ghê rợn lắm. Những linh hồn xung quanh họ đang trò chuyện với em đó. Khi ta đến ngôi biệt thự này, ta đã cảm nhận được một luồng khí rất là ai oán trong đây. Ta vào tìm hiểu thì ta biết được tất cả những thành viên trong ngôi nhà này đều chết thảm. Ai quán hận thù, nhưng mà ta chỉ thấy những âm thanh hỗn độn và những hình ảnh mờ ảo. Ta không thấy hết được câu chuyện, kiểu như là họ đang bị giam cầm. Qua đây con. Ngồi xuống. Ta sẽ cho con thấy những gì ta thấy. Nhắm mắt lại. We'll be right back.
Họ chết thảm lắm. Tao mới định hỏi câu đó đó. Hay là mình thử lật lại coi sao. Không gì là không thể xảy ra. Hả? Cái gì vậy? Hình này những linh hồn không được siêu thoát bởi oán hận và bị trấn yểm thì sớm muộn gì chúng cũng sẽ gây ra thảm họa diệt vong. Nhảm nhí! Đăng, bữa nay không đi học hả con? Ủa con đang nghỉ hè mà cậu. Chết cậu quên á. Dạo này già đầu óc cậu nó cứ làm sao á. Cậu ba. Cái gì thằng này? Con có chuyện muốn hỏi. Hỏi chuyện gì? Con muốn hỏi về bức tranh trong phòng của cậu. Thằng này, trong phòng cậu nhiều tranh lắm. Con muốn hỏi bức tranh nào? Bức chân dung ba người. À, giời ơi cái thằng này. Bữa nay đòi nghiên cứu về hội họa nữa con. Bức tranh đó có liên quan đến biệt thự Minh Nguyệt đúng không? Biệt thự nào? Bữa nay nghiên cứu về kiến trúc nữa hả? Họ là những nạn nhân trong vụ thảm sát cách đây 20 năm ở biệt thự Minh Nguyệt đúng không? Đăng, con mới đọc truyện trinh thám xong đúng không? Tại sao hình ảnh về những nạn nhân đó lại nằm trong phòng của cậu? Đăng, cậu vừa mới về tới nhà con làm gì mà con căng thẳng vậy? Nãy giờ cậu không hiểu con đang nói cái quái gì hết á. Cậu ba, nếu cậu không trả lời rõ ràng thì cậu không được đi đâu hết á. Con. Thôi được rồi, bây giờ đi lên phòng, cậu sẽ nói. Ngồi ở kia chờ cậu. Con. Để cho con biết con đang chờ cái gì không? Cậu ba. Cậu ba. Cậu làm gì mà lâu vậy? Cậu ba. Cậu ba. Cậu làm gì ở trong vậy? Cậu ba. Cậu ba. Mở cửa cho con. Cậu không mở cửa.
muốn phá cửa đó. Sao vậy giáo sư? Chính nó, chính nó. Bức tranh bị nguyền rủa, bức tranh bị đánh cắp trong biệt thự năm trước. Vậy tại sao nó lại nằm trong phòng của cậu ba con? Không lẽ cậu ba con đã đánh cắp bức tranh này? Không gì là không thể xảy ra. Nhưng giá trị nó như thế nào mà cậu ba con phải đánh cắp nó? Nó không có giá trị về vật chất, nhưng nó có giá trị về tâm linh. Là sao? Con vẫn chưa hiểu. Rất có thể nó là một nhà tù. Hả? Bên trong giam giữ những linh hồn bị nguyền rủa. Họ sống ở đó rất lâu. Họ ai oán, họ căm thù. Bao nhiêu lâu họ chết tức tưởi, bây họ đã trở thành những ác ma. Chúng ta còn chưa tìm ra được ai đã ếm giữ họ lại. Chúng ta chưa cho họ câu trả lời. Lúc đó, khi được phóng thích, họ sẽ là những đại ác ma đi hãm hại rất nhiều người. Nếu như cậu ba con là người ăn cắp bức tranh này, vậy không lẽ không gì là không thể xảy ra.
nữa, hắn chính là hung thủ đã giết chết mọi người trong căn biệt thự này. Cậu ba, tại sao cậu phải làm như vậy hả cậu ba? Tôi không có liên quan gì tới vụ án đó, ông đừng có vu khống. Ông không liên quan, ông không liên quan mà ông sống ẩn dật trong suốt những năm vừa qua. Ông không liên quan mà ông ểm bùa gia đình người ta trong bức tranh. Ông không liên quan mà ông lên trên này phi tang những vật chứng. Cậu ba, tại sao cậu phải làm như vậy chứ? Thiên Đăng à, con không tin cậu hay sao? Cậu chân yếu tay mềm như thế này, làm sao cậu làm được chuyện đó chứ? Không gì là không thể xảy ra. Chân ông có thể mềm, nhưng tay ông không hề yếu. Ông ra tay tàn độc, sát thủ máu lạnh. Chính vì cậu như vậy, cho nên bao nhiêu năm nay con mới bị cậu lừa đúng không? Thôi được rồi, đã tới nước này ạ, cậu sẽ nói sự thật. Tới nước này mà cậu chưa chịu nói sự thật, cậu đốt ông luôn á. Cậu vốn là tài xế của gia đình bác sĩ Gia Minh. Hằng ngày cậu vẫn thường trông thấy cô Ngọc Lan, con gái riêng của bà chủ, ra vườn nhà học bài, đọc sách. Khi ấy cậu mới có 25, còn cô Ngọc Lan thì 17 tuổi. Và cậu đã chót thương thầm cô ấy. Đó là thằng khốn nạn, dám làm cho con gái tôi có thai, trong khi con Lan nó chưa được 18 tuổi. Tôi sẽ cho nó ở tù mọt gông. Mà bình tĩnh được không? Mà nói tốt, khoe, xấu, che, bà đưa ra tòa không khác nào dành áo cho người xem lưng, ô nhục cả gia đình. Tôi sẽ cho con làm khóa thai và tôi sẽ kiểm nó ra tòa. Tôi sẽ kiểm nó ra tòa. Bình tĩnh được không? Bà biết vợ chồng mình cũng hiếm con mà, mình không làm thêm việc thiện, việc phước thì thôi, đừng có gây thêm tội. Tôi tính về, trước tiên đuổi việc thằng ba, sau đó để cho con Lan nó sinh đứa bé, rồi mình tính tiếp. Cậu bị đuổi việc, nhưng một hôm cô Ngọc Lan hẹn cậu đến nhà có việc gấp. Cậu ba, vậy đứa bé đó bây giờ đang ở đâu? Đang đứng trước mặt cậu đó. Là con đó. Con nhìn ai vậy? Là con hả? Con là con của con Ngọc Lan và cậu ba hả? Cậu ba là ba con hả? Không gì là không thể xảy ra. Ông bớt nói đi để tôi kể tiếp. Lan ơi, Lan ơi, Lan, thay ông ấy. Con là con của bác sĩ Gia Minh với con Ngọc Lan hả? Sao cậu nói với con là ba mẹ con bị tai nạn chết khi con vừa mới sinh ra?
Bởi vì ông ta nói dối, làm sao có thể chứng minh được lời nói của ông ta. Tôi đã tìm thấy cái này, cạnh xác của Ngọc Lan. Nó mờ quá, đọc không được không ạ? Đúng là mờ thật. Đưa cho thằng nhỏ đọc đi, mờ nói cái gì nữa. Lan đưa cho cậu đứa bé nhờ giữ giúp, vì cô ấy phải đi có việc trong vài ngày. Linh tính chẳng lành, cậu đã quyết định quay lại căn biệt thự, nhưng thấy nó tắt đèn tối om. Và vài ngày sau cũng vậy, nên cậu đã quyết định. Giết chết ông Gia Minh và dùng chính con dao ấy cắt tay tự tử. Còn bà Huệ có lẽ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ấy mà cũng treo cổ nguyên sinh, vì làm theo tâm nguyện của Ngọc Lan và nuôi dạy con khôn lớn và không được để cho con biết về quá khứ tội lỗi này, nên cậu đã giấu con dao ấy để không ai có thể tìm ra manh mối của vụ án. Cậu cũng tìm hiểu về tâm linh. Cậu biết những người chết oan ức mà lòng mang đầy hận thù sẽ thành những ác ma đi báo oán, nên cậu đã nhờ thầy cúng dùng bùa chấn yểm linh hồn họ lại trong bức tranh để diệt trừ hậu họa. Sai rồi, chính ông là người biết rõ mọi chuyện. Tại sao ông giữ những cái vật chứng quan trọng để gia đình người ta hiểu lầm nhau, để mọi chuyện xảy ra như thế này? Rồi tại sao ông đi nhốt cả gia đình người ta trong đó? Bao nhiêu năm qua ông có biết là ông làm cho người ta oán hận đến mức độ nào không? Ông sai rồi, ông sai hết rồi. Tại sao ông làm như vậy? Tôi đã làm theo lời ông, mà ông còn nói gì nữa? Dù không, tôi nói như vậy hồi nào? Ông đã viết là những linh hồn sau khi chết đó, mà trong lòng còn mang oán hận, thì sẽ trở thành những ác ma và sẽ gây ra những tội lỗi gieo rắc cho dương gian. Chính vì vậy tôi mới phải nhốt họ lại. Đồ lười đọc nè. Cái thứ mà đọc chương 1 không đọc chương 2 nè. Người ta viết rõ trong cuốn sách, đọc không hết thì làm tầm bậy. Ông có biết là bất cứ một linh hồn nào khi chết đi cũng cần phải có một khoảng thời gian nhất định trước khi họ trở thành một ác ma. Khi một ai đó bị chết oan thì trước tiên họ là những oan hồn. Quan hồn đó sẽ chất chứa những nỗi niềm của mình. Nếu như họ không được giải quan thì sau 7-7-49 ngày họ sẽ tìm cách lưu trú lại trên dương thế và tìm cách trả thù. Lúc đó họ mới trở thành những đại ác ma. Trong khi gia đình người ta chỉ mới chết, chưa kịp ác là ông nhốt ta lại rồi. Nhốt giờ 20 năm rồi, thả ra nó mới ác nè. Thế vậy là 20 năm nay tôi sai à? Chứ không lẽ ông nghĩ ông đúng?
Thế bây giờ tôi phải làm sao? Ông nên làm thinh. Ông đừng có nói nữa, ông để tôi suy nghĩ. Những hoàng hồn sau khi chết đi, nếu mà họ siêu thoát, chúng ta phải tìm ra được nguồn gốc căn nguyên mà họ chết. Hoặc là họ được giải oan, hoặc họ phải chứng kiến cái người hại mình đền tội. Còn tệ lắm, cũng phải có một người giao tiếp được với họ, làm cho họ nhẹ lòng, tha thứ cái lỗi lầm đó, thì họ sẽ được đi siêu thoát. Nhưng mà bây giờ họ đã chết hết rồi, ai tha thứ cho ai? Ai quá giải hận thù cho ai? Rất may là trong câu chuyện này, những người chết đi lại là những người gây ra nghiệp báo rất là lớn, và những sai lầm của họ làm là một nỗi đau đè nặng trên đôi vai của một người hiện còn sống sót. Nếu như người đó chịu tha thứ lỗi lầm của họ, ta nghĩ họ cũng sẽ nhẹ lòng mà đi siêu thoát đó. 20 năm nay tôi đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi thằng Thiên Đăng khôn lớn thành người. Tôi thì nghĩa tử nghĩa tận, tôi sẵn sàng tha thứ cho gia đình bác sĩ Gia Minh. Ông lấy tư cách gì tha thứ cho ông ta? Ông là cái người mà họ muốn chứng kiến ông đền tội thì có. Ông là cái người phải đền tội, chứ ông lấy tư cách gì mà ông tha thứ cho gia đình ta? Nạn nhân trong câu chuyện này là đứa con tội lỗi của gia tộc này. Thiên Đăng, con có sẵn sàng tha thứ cho cha mẹ của mình không? Thiên Đăng, cố gắng lên. Tha thứ cho họ đi con. Mình tha thứ bằng cách nào? Con có biết cái gì đâu mà con tha thứ. Tại sao cậu lại giấu con? Con giấu con bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ con nói ra để được cái gì? Con phải làm gì để tha thứ? Con làm gì để con hóa giải hết mọi chuyện này đây? Thiên Đăng à, nhẹ lòng đi con. Hãy xem nó như một giấc mơ, một cơn ác mộng nha. Quán thù nên giải không nên kết. Cho họ nhẹ lòng mà ra đi đi con. Nghe lời ta, con dùng một giọt máu của mình nhỏ vào bức tranh này, tự tay xé đi lá bùa đó, giải thoát cho họ đi con. Siêu thoát đi. Còn ông, đáng lẽ tôi sẽ không tha thứ cho ông đâu, nhưng giữ ông lại, ông sẽ càng gây ra thêm nhiều tội ác. Ông siêu thoát đi, ít sao hãy làm một người tốt. Bác sĩ Gia Minh, cô Ngọc Lan,
Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi. Tha thứ cho nhau nha. Hai người đi siêu thoát đi. Sau khi những lá bùa được tháo gỡ, ta có thể thấy được những chuyện mà từ trước đến giờ ta không thấy được. Bà Huệ mới chính là cái người chịu nhiều đau khổ nhất trong câu chuyện này. Chúng ta vừa giải thoát hai linh hồn, nhưng đồng thời chúng ta cũng vừa phóng thích một đại ác ma đầy hận thù. Và bà ấy nói bà ấy sẽ tìm con người bà ấy căm phẫn nhất.
Giỏi cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Ban ngày mà sợ ma hả cô? Hù hỏi sao không sợ? Mới hù mà sợ.